Sáng 27 tháng 10, Đại tá Hoàng Viết Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã tổ chức tiếp nhận 3 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Hà Tĩnh từ tàu cảnh sát biển, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm 3 ngư dân mất tích trên biển. Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 20 giờ 5 phút ngày 26 tháng 10, tàu vận tải Trường Thành 168 đang trên đường từ cửa Việt, Quảng Trị đi Cẩm Phả, Quảng Ninh. Khi đi qua vùng biển Hà Tĩnh thì xảy ra va chạm với tàu cá mang số hiệu HT90255TS đang hành nghề đánh cá trên vùng biển Cẩm Xuyên, giáp với vùng biển huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Hậu quả vụ va chạm làm tàu cá HT90255S bị chìm tại tọa độ khoảng 18 độ 22 phút 30 giây vĩ độ Bắc, 106 độ 13 phút kinh độ Đông, cách cửa Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh khoảng 8 hải lý về phía Đông Bắc. Thời điểm tàu cá gặp nạn, trên tàu ngoài thuyền trưởng còn có thêm 5 thuyền viên khác. Ngay sau khi xảy ra va chạm, các thuyền viên trên tàu Trường Thành 168 đã khẩn trương triển khai cứu nạn được 3 thuyền viên trên tàu cá gặp nạn, riêng 3 thuyền viên còn lại đang mất tích. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và các lực lượng chức năng đã xác định được vị trí tàu cá HT90255TS bị chìm. Công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được triển khai khẩn trương. Cùng với công tác cứu hộ cứu nạn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cũng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương, đồn biên phòng Thiên Cầm phối hợp với cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh, chính quyền địa phương để xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.